Dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng trở nên khó định đoán ở khắp nơi trên thế giới. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhiều địa phương của dãy đất hình chữ S đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Đỉnh điểm của đợt dịch lần thứ tư là 19 tỉnh thành phía Nam đồng loạt thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố Cần Thơ dù đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, nhưng cũng phải thực hiện chỉ thị 16 nhằm thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong và duy trì phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện một bộ phận người dân còn chủ quan lơ là, không tuân thủ các quy định phòng dịch, gây khó khăn cho lực lượng truy vết và kiểm soát địa bàn. Do vậy, đòi hỏi mỗi người cần ý thức hơn trong việc thực hiện nghiêm, triệt để, chặt chẽ hơn các yêu cầu về phòng chống dịch để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Làn sóng dịch COVID-19 đã đang bùng phát mạnh mẽ ở Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới. Tính đến cuối tháng 7 năm 2021, thế giới ghi nhận 197.964.647 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.223.388 ca tử vong. Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan những ngày qua đã dấy lên nỗi lo ngại về việc dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã hết giường trong khu chăm sóc tích cực để điều trị cho bệnh nhân nặng mắc COVID-19. Tất cả các giường dành cho bệnh nhân nặng tại các bệnh viện công đều đã kín chỗ, trong khi nhiều bệnh nhân nặng hiện vẫn đang chờ được điều trị. Delta là biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh nhất, mạnh nhất và đáng sợ nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Các chuyên gia cũng cho biết nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Delta có khả năng lây nhiễm ở những người đã được tiêm chủng đủ liều với tỷ lệ cao hơn so với các biến thể trước đó. Lo ngại lớn nhất hiện nay là biến thể Delta không phải ở việc nó khiến bệnh diễn biến nặng hơn, mà khả năng lây lan dễ dàng hơn, qua đó làm tăng số ca mắc và nhập viện ở những người chưa được tiêm chủng. Virus này tồn tại trong không khí, nó là từ giọt bắn, và cái giọt bắn đó nó tồn tại ở môi trường gì? Môi trường kín, không thông là nó sẽ tồn tại lâu hơn, còn ở ngoài môi trường rộng nó khó lây hơn, và nó loãng thật loãng thì nó không lây. Nhưng mà ở môi trường thoáng mà hai mặt đối mặt là nó nhảy qua mình. Với tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần so với chủng gốc, biến thể Delta, Delta Plus của virus SARS-CoV-2 đã trở thành biến thể cực độc tàn phá nhiều nước trên thế giới và cũng đang hoành hành tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 9 tháng 8, Việt Nam có 215.560 ca nhiễm, trong đó có 2.360 ca nhập cảnh và 213.200 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 211.630 ca. Trong đó có 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 62 tỉnh thành phố có người mắc SARS-CoV-2. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là điểm nóng của cả nước về số ca nhiễm mới. Hơn 3 tháng dịch bệnh quanh hành, đặc biệt là sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức cao. Theo nhận định của cơ quan chức năng, thành phố vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và trong những ngày tới, diễn biến của dịch vẫn hết sức khó lường. Hiện tại, tất cả các bệnh viện tại thành phố này đã quá tải. Những khu cách ly tập trung cũng không còn chỗ trống. Để ứng phó với tình hình này, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng quy mô điều trị lên 100.000 giường bệnh và gấp rút xây dựng một loạt bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, để tiếp tục cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19, ngoài những lực lượng tinh nhuệ đã huy động trước đó, Bộ Y tế tiếp tục điều tất cả các lãnh đạo cục vụ liên quan và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện K và Bệnh viện E đến thành phố Hồ Chí Minh để cùng chung sức thiết lập nên hệ thống điều trị, đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Các bệnh viện tuyến này đã thiết lập 3.000 giường hồi sức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thành phố này vẫn không giảm. Tính đến sáng ngày 9 tháng 8 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh có trên 123.891 ca mắc. Số ca tử vong do SARS-CoV-2 gần 2.744 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép năm 2021,
thành phố Cần Thơ đã triển khai hàng loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Trong cuộc chiến với đại dịch tại thành phố Cần Thơ, hơn ai hết, những lực lượng tuyến đầu như đội ngũ y tế, lực lượng quân đội và công an nơi tuyến đầu chống dịch càng thêm áp lực nặng nề. Vừa vì mục tiêu sớm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh, vừa vì nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của từng người dân, ổn định địa bàn. Ta đã có đi một bước cái chỉ thị 15 và một số quận là đi chỉ thị 16. Chính vì vậy mà cái ý thức của người dân đã có sẵn. Do vậy mà việc chấp hành là theo chỉ thị 16 là nhà thì ở nhà, thôn thì ở theo thôn, rồi xã ở theo xã thì coi như là bà con là trong địa phương đã chấp hành rất là nghiêm chỉnh cái này. Chúng ta đều đã biết tới những vất vả hy sinh của đội ngũ tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Nhưng trong đợt dịch lần này, nỗi vất vả và sự hy sinh càng tăng lên gấp bội. Là công tác trong ngành y là 21 năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên đi phòng chống dịch Covid, không thể nào quên được. Chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảnh mà dịch bệnh nó hoành hành ác liệt đến như vậy. Cảm thấy rất là thương mọi người, thương những người y bác sĩ tuyến đầu. Muốn cống hiến tất cả những gì mà mình có, tuổi trẻ, sức khỏe, chuyên môn, tất cả những gì mà mình được học hỏi và mình được đào tạo để mà góp phần vào công cuộc chống Covid này. Khi nào mà ca mắc cuối cùng của Cần Thơ công bố khỏi bệnh thì tụi em mới có thể yên tâm để mà trở về đơn vị công tác. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể nhân dân Cần Thơ nâng cao ý thức, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở trong phòng chống dịch Covid-19. Thì tiếp tục phát huy cao độ hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng chia sẻ, động viên, đồng hành thực hiện tốt các phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống dịch. Đồng thời tha thiết mong mỏi những người con thân yêu của quê hương Cần Thơ dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy tùy theo điều kiện khả năng tiếp tục đóng góp công sức vật chất, động viên tinh thần để cùng thêm sức mạnh cho thành phố trong cuộc chiến cam go này. Đặc biệt chúng tôi đề nghị mỗi công dân thành phố cũng như là những ai đến với thành phố Cần Thơ trong lúc này phải tuyệt đối chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm thông điệp 5K để hợp sức cùng thành phố Cần Thơ nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và vượt qua đại dịch. Ai cũng hiểu rằng đại dịch Covid-19 đã và đang đe dọa nghiêm trọng an toàn và sức khỏe của nhân dân. Xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là với những người dân nghèo. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm hoặc thu nhập rơi vào tình trạng hết sức bấp bênh. Sau những thành công ở những giai đoạn đầu, trong những ngày vừa qua, thành phố Cần Thơ ghi nhận hàng chục rồi đến hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày. Cũng chính trong thời điểm này, chúng ta tiếp tục được chứng kiến cả thành phố đồng sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao và kịp thời của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Mỗi địa phương, tổ chức, cá nhân đều có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế để nỗ lực cùng nhau vượt qua và quyết tâm chiến thắng đại dịch. Bắt đầu đợt dịch lần thứ tư bùng phát trở lại, chưa bao giờ từ tinh thần đoàn kết của dân tộc lại được nhắc đến nhiều như vậy. Và hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết của dân tộc đã, đang và sẽ được phát huy bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Từ thành phố tới địa phương, các ban ngành đoàn thể các cấp cùng chung tay góp sức đối phó với đại dịch, vốn đang hàng ngày, hàng giờ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Các tầng lớp nhân dân biểu hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, hiệu quả. Nhiều nguồn lực trong xã hội được huy động cho công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, chúng ta được chứng kiến nhiều cách làm hay, sáng tạo, đầy ắp tình người của cộng đồng để giúp đỡ, tương trợ cùng vượt qua khó khăn trong đại dịch. Những chợ không đồng, những bếp cơm nghĩa tình, những bữa ăn miễn phí, hàng ngàn chuyến xe thiện nguyện được các tổ chức cá nhân vận động kêu gọi quyên góp đã không ngừng lan tỏa, nhân rộng tới các địa phương chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Tuy vậy, hiện một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, không tuân thủ các quy định phòng dịch, ra đường khi chưa thực sự cần thiết. Thậm chí có hiện tượng người dân về từ các vùng có dịch nhưng khai báo y tế gian dối, trốn khai báo y tế, gây khó khăn cho lực lượng truy vết và kiểm soát địa bàn. Những biện pháp mà thành phố đang áp dụng là hết sức cần thiết nhằm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, bảo vệ an toàn và sức khỏe nhân dân.
Đến giờ phút này, khoa học trên thế giới cũng còn có nhiều cái trao đổi, thảo luận, nhưng giải pháp có thể nói đến giờ phút này là tiêm vaccine, trích ngừa cho toàn thể nhân dân thành phố để đảm bảo một cái miễn nhiễm cộng đồng là cái mà được các quốc gia hiện nay là đang áp dụng nhiều nhất. Và chúng ta cũng thấy những cái dấu hiệu của cái việc của những cái người mà được tiêm vaccine một mũi hoặc hai mũi thì có thể cái tác động, tác hại cũng như khả năng tử vong giảm rất là nhiều. Đây là cái con đường mà chúng ta đã xác định, cũng là cái chiến lược vaccine chung của quốc gia và cũng là chiến lược của thành phố chúng ta. Tháng 8 thì đến tháng 12 thì Trung ương sẽ phân bổ để tổng số lên đến hết tháng 12 là 1.760.000 liều. Và như chúng ta biết đấy, là nhân dân thành phố Cần Thơ, tất cả người dân trong độ tuổi có thể trích ngừa vaccine chúng ta có 910.000 người. Thì như thế là số lượng liều đủ cho tất cả chúng ta tiêm trích ít nhất là 2 liều một người theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo cái miễn nhiễm cộng đồng. Và đây cũng là một vấn đề hết sức căn bản, hết sức căn cơ, có cái hướng giải pháp một cách lâu dài cho thành phố chúng ta trong cái việc phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ thực sự hiệu quả nếu được người dân tự giác thực hiện tốt. Bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành chức năng trong phòng chống dịch, mỗi người dân cần là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh bằng cách nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm công dân trong thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Cuộc chiến chống Covid-19 là cuộc chiến không của riêng ai. Cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu là sự chung tay chung sức của đồng bào thành phố. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả việc hy sinh lợi ích của bản thân, của gia đình. Do vậy, rất cần ý thức tự giác của người dân để những hy sinh của lực lượng tuyến đầu thêm nhiều ý nghĩa.